cuối tuần qua, show diễn thời trang của nhà si cất Hà Duy đã được diễn ra tại một căn biệt thự cổ ở Hà Nội. Chương trình quy tụ dàn hoa hậu, người mẫu, diễn viên nhiều người biết đến buôn bản giải trí như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Quyền My, Tú Anh, Phương Mai, Thụy Anh, Phương Anh, Tùng Dương. Tại show diễn, dàn người mẫu sải bước trên sàn diễn được phủ đầy lá quà của mùa thu Hà Nội đầy lãng mạn, nên thơ. Giữa một rừng người mẫu chuyên nghiệp, sự hiện ra của hai người mẫu nhí là Chích Măng và Trà My như một cơn gió lạ lôi cuốn sự xem xét của quan khách tham dự. Người mẫu nhí Chích Măng chính là con gái của cựu người mẫu Đinh Hương. Hiện tại, Đinh Hương dành nhiều phần thời gian cho việc đào tạo những trình độ nhí. Con gái Đinh Hương dù mới 8 tuổi nhưng đã chiếm hữu chiều cao 1,42m vượt trội so với đồng đội cùng trang lứa. Chích Măng hiện đang là học sinh lớp 3 trường tiểu học đô thị Diệp Hương. Cô nhỏ xíu có năng khiếu về nghệ thuật nên được mẹ cho theo học nhiều bộ môn như ballet, thanh nhạc, piano, nhảy. Dù nhập cuộc nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng Chích Măng rất xem xét tới việc học tập, cô nhỏ xíu luôn nằm trong toa đầu học sinh của lớp. Chích Măng từng nhập cuộc nhiều show diễn thời trang của Việt Nam International Fashion Week, Việt Nam Fashion Week, Việt Nam Kids Fashion Week, lễ hội đắt dài cô nhỏ xíu cũng là khuôn mặt rất được nhà thiết kế Hà Duy và Hoa hậu Ngọc Hân yêu mến, luôn góp mặt trong những show thời trang của cặp đôi này. Chích Măng tự tin tạo dáng với Hoa hậu Mai Phương Thúy và Á hậu Tú Anh. Chích Măng chiếm hữu khuôn mặt chuẩn Hoa hậu. Nhiều người đặt kỳ vọng lớn lên cô nhỏ xíu sẽ làm nên chuyện. Mẫu nhí thứ hai hiện ra trong show diễn của nhà thiết kế Hà Duy là Trà My. Cô nhỏ xíu mới 5 tuổi nhưng đã hiện ra rất ấn tượng trong show diễn thời trang này bên cạnh người chị Chích Măng. Trà My hiện đang theo học trường quốc tế Pháp, cô nhỏ xíu có thể nói được hai thứ tiếng là Anh và Pháp. Sinh ra trong gia đình hoảng sợ danh thời trang nên cô nhỏ xíu sớm tiếp xúc với nhân loại của những sàn diễn này. Cô nhỏ xíu cũng được định hướng theo con đường người mẫu nhí bên cạnh việc học ở trường.